Chiều 4 tháng 12, thông tin từ Bộ Công an cho biết Bộ đang phối hợp cùng với Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang vào cuộc giải quyết sự việc liên quan ách tắc giao thông qua trạm BOT Cai Lậy. Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tra xác minh, thu thập củng cố chứng cứ các trường hợp cầm đầu có hành vi kích động, xúi dục người dân lợi dụng bất cập trong BOT nhằm gây rối trật tự công cộng, côn đồ hung hãn, vi phạm pháp luật, cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cá nhân và làm mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Như chúng tôi đã thông tin, sau khi tiến hành thu phí trở lại, từ ngày 30 tháng 11 đến nay, trạm BOT Cai Lậy đã phải xả trạm nhiều lần để tránh ùn tắc do các tài xế dùng tiền lẻ để trả phí khi qua trạm. Việc làm này của các tài xế xuất phát từ việc phản đối thu phí vì cho rằng trạm BOT đặt trên quốc lộ 1 nhưng thu phí cho tuyến tránh là bất hợp lý. Trong những ngày qua, có nhiều ý kiến chuyên gia, người dân đề xuất dời BOT Cai Lậy vào đường tránh để giải quyết những xung đột đang xảy ra.